Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong một chuyên mục vô cùng quen thuộc với chúng ta. Chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Ở trong chuyên mục số ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về sự nghiệp, cuộc đời của một người nghệ sĩ, một nhà thơ được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Và người nghệ sĩ ấy đã từng viết trong những vần thơ của mình như thế này: Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn, anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn. Và khi nói về định nghĩa trong trái tim của mình, thì thi nhân này, tác giả này cũng đã từng bộc bạch một cách vô cùng chân thành: anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Khi chị nhắc tới những vần thơ này thì có lẽ các bạn đã đoán ra được người nghệ sĩ mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn là ai rồi đúng không ạ? Chính xác, đó là nhà thơ Tố Hữu. Ở đây chị có một số những thông tin liên quan tới nhà thơ Tố Hữu. Ngay bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại nhé. Nhà thơ Tố Hữu là một người con của vùng đất Thừa Thiên Huế. Quê gốc của ông ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Đồng thời, ông còn là một chính khách, một cán bộ cách mạng lão thành. Ngày hôm nay thì chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Tố Hữu, con đường thơ của người nghệ sĩ này với các bạn. Chúng ta có thể thấy rằng là trong suốt chiều dài cuộc đời của mình thì Tố Hữu được biết đến với hình ảnh của một nhà thơ chiến sĩ. Những vần thơ của ông, những tác phẩm thơ của ông luôn luôn song hành cùng với chặng đường cách mạng. Nhìn vào quá trình sáng tác ở đây, chúng ta có thể thấy rất rõ điều này. Từ năm 1937 đến năm 1946, Tố Hữu cho ra mắt tập thơ Từ Ấy. Từ năm 1947 cho đến năm 1954, chúng ta biết đến tập thơ Việt Bắc của nhà thơ này. Từ năm 1955 cho đến năm 1961, chúng ta có tập thơ Gió Lộng. Từ năm 1962 đến năm 1971, Tố Hữu ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng tập thơ Ra Trận. Từ năm 1972 cho đến năm 1977, chúng ta biết tới tập thơ Máu và Hoa của ông. Và năm 1992, Tố Hữu đã cho ra mắt, gửi gắm đến bạn đọc tập thơ Một Tiếng Đờn. Và năm 1999 là tập thơ Ta Với Ta. Có thể thấy rằng là bản thân nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ đã lựa chọn con đường cách mạng của mình từ thời thanh niên, khi mà một tiếng thơ Từ Ấy, một cái tiếng reo vui đã vang vọng. Và tiếng reo vui ấy là cái tiếng reo vui bắt đầu cho cả một chặng đường dài. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Và sau đó, có những khoảng thời gian ông phải trải qua những năm tháng tù đầy. Thơ của ông là tiêu biểu cho quan niệm nghệ thuật cách mạng. Ông đã từng đưa ra quan niệm rằng, muốn có thơ hay, trước hết phải tạo lấy tình. Nhà thơ chân chính phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng về lập trường tư tưởng, phải xác định thật rõ ràng tầm nhìn, cách nhìn. Tự nguyện gắn bó chân thành là yêu cầu cao nhất đối với người nghệ sĩ trong quan hệ với đất nước, với nhân dân. Ngoài ra, các nhà thơ cách mạng còn phải kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng trước những biểu hiện lệch lạc với cái xấu, cái ác. Tự chung lại cho quan điểm nghệ thuật của người nghệ sĩ này, chúng ta có: viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Và có thể thấy rằng Tố Hữu đã dùng cả cuộc đời của mình để chứng minh cho kim chỉ nam trong cuộc đời của ông. Đó chính là quan niệm về nghề thơ, chính là quan niệm về việc cầm bút này. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở Tố Hữu, chúng ta nhìn thấy được sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ, giữa lý tưởng trong trái tim và những câu thơ trên đầu bút.
Chặng đường thơ của Tố Hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc. Và ông đã viết những vần thơ ấy bằng một giọng thơ của riêng mình, giọng thơ trữ tình, chính trị. Viết về những sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nhưng lại bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Có thể thấy rằng ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và thơ ca kháng chiến. Ông được tôn vinh là nhà thơ của cách mạng, nhà thơ của nhân dân, ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam, người có công đầu xây dựng nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Và đó, chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời của ông là một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng, với nghệ thuật, với tình yêu. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là những cái nét chính mà chị đã chia sẻ với các bạn về nhà thơ Tố Hữu. Hãy cùng chị ghi nhớ những thông tin vừa được trao đổi nhé. Trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ này, có một bài thơ đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc. Đây cũng là một trong số những tác phẩm chúng mình được cùng với nhau tìm hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 12. Đó chính là bài thơ Việt Bắc. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại một chút về hoàn cảnh ra đời của bài thơ này nhé. Năm 1954, quân và dân ta đã giành được thắng lợi lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là thời điểm ta buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta Hiệp định Geneva, lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Vào tháng 10 năm 1954, cơ quan Trung ương Đảng và cán bộ cách mạng rời chiến khu Việt Bắc, thủ đô kháng chiến, để trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và trong cái sự kiện chính trị, trong cái sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại đó, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Bài thơ này được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, cũng đồng thời được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, được Tố Hữu viết bằng một cái giọng thơ của riêng mình, giọng thơ trữ tình, chính trị. Các bạn thân mến, bài thơ này thì cũng đã may mắn được lựa chọn trở thành tên cho cái tập thơ được viết từ năm 1947 đến năm 1954. Hãy chú ý giúp chị nhé. Đây là những thông tin mà chúng ta được cung cấp trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về kiến thức nền các tác phẩm, hay là muốn cùng với chị, đồng hành với chị để chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới, thì hãy nhanh chóng tìm hiểu thông tin về khóa học luyện đề chuyên sâu và khóa học kiến thức nền khai giảng vào tháng 1 này, để chúng ta có thể cùng với nhau ôn tập thật kỹ các phần kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của chúng mình sắp tới nhé. Ngày hôm nay rất vui vì các bạn đã ở đây cùng với chị và lắng nghe chị chia sẻ về tác giả Tố Hữu cũng như là bài thơ Việt Bắc. Xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Tố Hữu. Đây có lẽ chính là tâm niệm của ông trong suốt cuộc đời của mình, để thay lời kết cho chuyên mục ngày hôm nay. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy phần thơ một nắm cho. Thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Và Tố Hữu thực sự đã cho đi và để lại cho mai hậu quá nhiều. Đó là những tình cảm của ông, đó là những vần thơ của ông. Và quả thực, ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với sự nghiệp cách mạng, với sự nghiệp nghệ thuật và với cả tình yêu nhỏ bé, riêng tư của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của 5 phút học văn mỗi ngày.